Xin chào mừng tất cả các cô chú và các anh chị đã đến với kênh YouTube Lái xe cùng Lâm Nguyễn, chia sẻ kinh nghiệm lái xe an toàn và đi thi dễ dàng. Hôm nay mình rất là vui vì cái kênh của mình đã bắt đầu được mọi người biết đến và mình đã nhận được rất nhiều lời khen, và đó là một động lực rất lớn giúp cho mình tiếp tục làm những video thật hay, thật bổ ích cho mọi người, để giúp cho những ai mà tay lái mới, những ai mà đang luyện thi bằng lái xe thì sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm, nhiều góp ý để mà có thể giúp mình đi thi một cách dễ dàng hơn và lái xe ở Canada một cách an toàn hơn. Mà bên cạnh những lời khen, mình còn nhận được rất nhiều thắc mắc của tất cả các bạn tay lái mới. Mình đã nhận được một cái thắc mắc này: ngoái đầu check điểm mù suốt vậy hả anh? Em thấy không có ai ngoái đầu check điểm mù hết, toàn check gương phải hoặc là trái, thấy trống trải là đổi len thôi. Nhiều khi xe có hệ thống báo động, nếu có xe ở gần thì có cần kiểm tra điểm mù không anh? Tại đang chạy mà ngoái đầu ra sau, em thấy không an toàn sao sao đó. Vâng, thì lần đầu tiên là mình phải nói là mình rất cảm ơn bạn đã gửi những thắc mắc về cho mình. Vì mình rất thích những thắc mắc như thế này. Để trả lời cho cái câu hỏi của bạn, mình sẽ đi vào vấn đề trước. Đầu tiên mình sẽ phân tích trước, đó là điểm mù là gì trước ha. Điểm mù là gì trước, rồi tại sao chúng ta phải ngoái đầu nhìn điểm mù. Các bạn có thể quan sát ba cái vị trí của ba chiếc xe này. Thì chiếc xe màu trắng và chiếc xe màu đỏ hai bên cạnh của chiếc minivan màu xám á, là hai chiếc xe đó đang bị nằm trong điểm mù của cái chiếc màu xám chính giữa. Người tài xế của chiếc xe màu xám chính giữa khi mà nhìn gương trước hậu bên trái sẽ không nhìn thấy được cái xe màu trắng nằm ở trong gương, nhưng nếu ngoái đầu kiểm tra điểm mù thì sẽ nhìn thấy được cái xe màu trắng ở bên tay trái. Tương tự như vậy, đối với xe màu đỏ bên tay phải cũng vậy, chúng ta nhìn gương chúng ta sẽ không thấy được, nhưng khi chúng ta ngoái đầu kiểm tra điểm mù thì sẽ thấy được cái xe màu đỏ. Vì vậy là nhìn gương không vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải ngoái đầu kiểm tra điểm mù. Tại sao mình phải kiểm tra điểm mù? Đó chính là vì thứ nhất, cái đầu tiên đó là tại vì lý do an toàn. Vì lý do an toàn nên chúng ta phải kiểm tra điểm mù liên tục. Ngày xưa mình đi học á, là thầy giáo dặn là mỗi khi mà xe chúng ta dịch chuyển sang ngang á, sang ngang trái phải đó, nếu như là chúng ta đổi làn nè, hoặc là chúng ta rẽ trái rẽ phải nè, mà gần xe dịch chuyển sang 1 mét thôi, xe mà cái đầu xe chúng ta dịch chuyển sang 1 mét thì chúng ta phải kiểm tra điểm mù. Đó. Thì cái đó thứ nhất là vì lý do an toàn. Thứ hai đó là giám khảo sẽ chấm điểm chúng ta. Nếu chúng ta không ngoái đầu kiểm tra điểm mù, giám khảo sẽ chấm rớt. Có thể là một hai lần mình quên không kiểm tra điểm mù, nhưng nếu xuyên suốt bài thi mà chúng ta rất ít khi kiểm tra điểm mù thì chúng ta sẽ rớt ngay. Còn đây là cái bản nội dung chấm thi của giám khảo nè các bạn. Khi mà chúng ta đi thi thực hành lái xe đó thì giám khảo sẽ sử dụng những cái nội dung này để mà kiểm tra. Các bạn có thể để ý rằng cái từ no blind spot đã được đề cập đến rất là nhiều, có nghĩa là không kiểm tra điểm mù. Và mình thấy rằng á, hầu hết tất cả các thao tác khi mà mình đi thi thực hành lái xe đó là giám khảo đều để ý coi là mình có kiểm tra điểm mù hay không. Như hình ở đây, cái vòng tròn đỏ đầu tiên ở trên á, là giám khảo sẽ để ý coi là mình có kiểm tra điểm mù khi mà mình trước khi mà chúng ta đi vào cái len dành riêng cho rẽ trái hoặc là rẽ phải đó. Đó, cái len mà dành riêng cho rẽ trái rẽ phải là mình có kiểm tra điểm mù trước khi mình vào cái len đó không. Rồi cái vòng tròn đỏ thứ hai mình khoanh ở dưới á, có nghĩa là lúc mà mình rẽ, khi mà mình rẽ đó, giám khảo sẽ để ý coi là lúc mà trước khi mình rẽ trái rẽ phải đó, mình có kiểm tra điểm mù hay không, trước khi mà mình rẽ hay không. Còn ở đây là thay đổi làn đường ở bên trái hay bên phải đó, giám khảo cũng sẽ kiểm tra là mình có kiểm tra điểm mù hay không. Rồi khi chạy trong khu dân cư hoặc là khu mua sắm, chúng ta có kiểm tra điểm mù hay không. Còn cái này là highway, trước khi mà cho xe nhập vào highway, chúng ta có kiểm tra điểm mù trước khi vào hay không. Rồi sang lên trên highway có kiểm tra điểm mù không. Rồi khi mà chuẩn bị exit thoát khỏi highway, trước khi cho xe vào cái làn exit, mình có kiểm tra điểm mù hay không. Thậm chí là dừng xe khẩn cấp bên đường nè, trước khi cho xe chúng ta tấp vào lề, chúng ta cũng phải kiểm tra điểm mù nè. Sau khi giám khảo kiểm tra cái bài thi roadside stop là đậu xe khẩn cấp xong, giám khảo bảo chúng ta tiếp tục đi á, là trước khi đi chúng ta có ngoái đầu kiểm tra điểm mù bên tay trái trước khi mà chúng ta cho xe lăn bánh vô lại làn đường ở giữa để chạy tiếp hay không đó.
Rồi trong lúc làm parallel parking là đậu xe song song đó, việc đầu tiên là trước khi áp sát cái xe kia mình có kiểm tra điểm mù hay không nè. Rồi sau khi đậu xong á, chuẩn bị cho xe rời khỏi á, mình có kiểm tra điểm mù trước khi mà cho xe rời khỏi điểm đổ song song không nè. Rồi ngay cả 3 point turn cũng vậy, tấp xe vào lề là cũng phải kiểm tra điểm mù. Rồi lúc mà mình đang làm cái động tác 3 point turn á, mình có kiểm tra điểm mù hay không nè. Có rất nhiều người là đã bị rớt, giám khảo đã comment ở bên bên trong cái tờ thi đó là rớt là do vì không chịu kiểm tra điểm mù. Là lý do vì sao mà trong tất cả các video chia sẻ kinh nghiệm luyện thi lái xe của mình ở trên YouTube đó, mình luôn luôn nhắc đến cái chữ ngoái đầu kiểm tra điểm mù rất là nhiều. Hầu như là tất cả các video mình đều nhắc, và mình nhắc rất là nhiều và mình nói là rất là nhiều luôn. Và không những là để đi thi mà lúc mình lái xe bình thường mình cũng ngoái đầu kiểm tra điểm mù rất là nhiều luôn. Rồi thứ ba là nhiều xe có hệ thống báo động, nếu có xe ở gần thì nó có cần phải check điểm mù không anh? Thì những cái xe đời mới bây giờ là đều có cái hệ thống báo động ở trên gương, thì mình biết điều đấy. Nếu có xe bên cạnh cái là nó đánh đèn xi nhan cái là nó kêu tít tít tít, nó báo lên liền. Nhưng mà bạn thử nghĩ coi, mình đâu có thể nào mà phụ thuộc quá vào cái mấy cái tính năng của xe được. Lỡ chẳng may một ngày nào đó cái xe của mình đang đi trên trời mưa, trời tuyết hoặc là trình lầy, nó bám lên cái cảm ứng nó và cái cảm ứng nó bị che đi và nó không chịu báo cho mình thì sao? Thì mình tự dưng mình cứ không mình cứ đánh đèn cái mình cảm thấy không báo có nghĩa là chống trả an toàn, mình qua luôn thì có phải là mình chết không? Hoặc là có nhiều xe nó đang đậu, nó đang đứng im mà mình ra khỏi cái parking đi, giống như cái xe bên cạnh mình đang đứng im đi thì đánh đèn xi nhan lên, nó đâu có báo là bên cạnh bên điểm mù của mình đang có một cái xe đang đậu đấy đâu. Rồi mình bẻ vô lăng luôn là cái đuôi xe của mình nó sẽ quất vào cái đầu xe của người ta. Đó, đâu phải là cái cảm ứng nó có thể giúp mình nhận biết được hết tất cả đâu. Hoặc là người đi bộ đi bên hông xe nhiều khi nó cũng không không có phát hiện ra được đâu. Xe đạp xe máy nó sẽ khác nhau nữa. Nên là mình cái gì cũng vậy, an toàn mình nhìn bằng mắt, mình lấy cái mắt của mình thực tế ra mình để mình quan sát thì chắc chắn sẽ an toàn hơn là mình cứ dựa vào những cái cảm biến xe. Thì mình cái kiểm biến xe nó chỉ giúp ích cho mình, là hỗ trợ cho mình thôi. Trên xe nó cũng vậy, khi mà mình mua cái xe đó mình cũng đọc được mấy cái lời giải thích của mà như là cảm biến xe tự động thắng với này nào đó, xe của mình là tự động thắng luôn đó các bạn. Nhưng mà mình đâu có bao giờ mình lệ thuộc vào nó, và khi nó bán xe cho mình á, nó cũng nói với mình á, người lái xe không được đặt hết như là dựa hết vào mấy cái tính năng này. Những cái tính năng chỉ có mang tính chất là hỗ trợ mà thôi, hỗ trợ cho chúng ta lái xe an toàn mà thôi, chứ không có tác dụng là 100% là chúng ta phải dựa, chúng ta tin tưởng tuyệt đối 100% vào nó. Người lái xe, người bán xe họ cũng đã nói như vậy rồi, họ chỉ nói là chỉ là tính năng an toàn thôi chứ không phải là hỗ trợ thôi, chứ không có 100% được. Tại đang chạy mà cứ ngoái đầu ra sau em thấy không an toàn sao sao đó. À, thì với cái câu này các bạn bạn đã bị nhầm lẫn là ngoái đầu. Khi mình nói ngoái đầu có nghĩa là ngoái như vậy nè các bạn, ngoái 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 một phát 90 độ là như thế này thôi, chứ không phải là ngoái ra sau. Ngoái ra sau là chỉ khi nào mà mình dê xe thôi, khi nào mình dê xe nha là mình ngoái như vậy, các bạn thấy không? Dê xe là mình ngoái, cái này là ngoái ra sau. Còn khi mà mình kiểm tra điểm mù á là mình sẽ kiểm tra, mình chỉ có ngoái ngang như vậy thôi. Nhưng mà cái mắt của mình à, tại vì các bạn biết mà, cái mắt của mình là gương cầu, mà cái mắt là mắt mình có thể nhìn một phát, mình có thể nhìn được cả hai hướng như vậy, mình có thể quản lý được chừng này, bạn thấy không? Khi mình nhìn vậy á, cái mắt của mình vẫn nhìn thấy ở phía sau và vẫn nhìn thấy phía trước. Và khi mình nhìn á, mình nhìn rất là nhanh, mình nhìn xẹt một cái rồi xong, là coi như là chỉ chưa đầy 1 giây là mình đã nhìn xong, mình đã kiểm tra xong. Nên là mình sẽ chia sẻ cái cách kiểm tra điểm mù như thế nào nhé. Thứ nhất là trước khi chúng ta muốn kiểm tra điểm mù là chúng ta phải giữ được cái khoảng cách an toàn với xe ở phía trước. Giữ an toàn với xe phía trước có nghĩa là 2 đến 3 giây thì mình luôn luôn lấy cái xa nhất là 3 giây. 3 giây bạn, nếu mà các bạn không biết khoảng cách 3 giây là như thế nào thì các bạn có thể tính là đối với cái xe đằng trước á, mà nó chạy ngang một cái cột điện nào đó, cái đầu bạn bắt đầu bạn đếm 1001,
1002, 1003. Đó, rồi xe của bạn nếu mà các bạn tới được cái cây cột điện đó ở lúc mà bạn đếm 1003 thì có nghĩa là khoảng cách là khoảng cách 3 giây. Còn nếu giả sử như các bạn mới đếm 1001, 1000 chưa kịp 1002 mà các bạn đã vượt qua cái cây cột đèn đó rồi thì có nghĩa là bạn đã quá gần với cái xe đằng trước và chúng ta cần phải giãn cách ra. Mình lấy ví dụ thực tế cho bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ thử đo với cái xe ngay đằng trước mặt mình, cái xe màu xám đằng trước nha. Mình sẽ đo cái xe màu xám này với cái cây cột điện này. Rồi, bắt đầu mình sẽ bắt đầu đếm 1001, 1002, 1003. Rồi, như vậy là các bạn đã biết được cái khoảng cách thực tế ngoài đời khi lái xe sau một cái xe khác 3 giây là như thế nào nha. Khoảng cách 3 giây là khoảng cách an toàn. Chúng ta phải giữ được khoảng cách 3 giây để khi mà lỡ chẳng may mà lúc mà chúng ta mới ngoái kiểm tra để mụn ngoái lại một cái, nó đạp thắng gấp một cái là mình thắng gấp kịp, mình vẫn kịp thời mình gấp. Tại vì sao? Tại vì mình ngoái điểm mù có một có nửa giây à, chẹt chẹt có nửa giây là mình quay trở lại liền. Đó. Nên việc đầu tiên trước khi kiểm tra điểm mù là chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước là 3 giây. Mình giữ khoảng cách an toàn nha. Rồi mình khoảng cách nha. Rồi mình giữ xẹt xẹt. Rồi xong là mình kiểm tra xong rồi mình sang lên luôn. Rồi bên trái cũng vậy, chúng ta cũng ngước nhìn bên này một cái này các bạn ngoái này. Khi mà các bạn thấy không? Các bạn thấy là cái khuôn mặt của mình chỉ mới nhìn 90 độ tới đây thôi, nhưng mà đôi mắt của mình, đôi mắt bên này của mình đã nhìn thấy được cái vùng ở phía sau này rồi nè các bạn, cái vùng này của người ngồi sau. Đó, cái ô ghế này. Tại vì đôi khi chúng ta ngoái như vậy á, chúng ta sẽ bị vướng cái thành này nè. Thì mình sẽ ngước, các bạn thấy cái cảm giác của mình hơi ngước ra tí vậy nè, để mình có thể nhìn được xa hơn, nhiều hơn ở phía này. Đó là bên tay trái. Rồi mình làm lại ha. Rồi, để ví dụ như bây giờ mình sẽ làm mà sang lên phải nha. Trước khi sang lên phải, mình sẽ kiểm tra cái gương trong xe. Mình kiểm tra gương trong xe để coi là phía sau mình nó như thế nào, có xe gì hay không. Xong bắt đầu mình kiểm tra gương bên phải để mình coi được là cái làn đường bên phải nó như thế nào, nó có chống cái khoảng cách đó an toàn để mà mình vô lên hay không. Mình coi là cái xe ở dưới đang lên với một tốc độ như thế nào. Nếu mà tốc độ nhanh quá nhanh á thì mình phải nhường cho người ta đi xong đã. Còn nếu tốc độ nó vẫn cứ đều với xe mình á, nó sẽ không lên kịp. Lúc mà mình sang lên xong á thì họ vẫn chưa có lên tới đít xe mình đâu. Đó thì mình phải biết. Xong rồi bắt đầu mình trước khi kiểm tra điểm mù, mình sẽ kiểm tra ở đằng trước coi là xe đằng trước chạy như thế nào. Mình kiểm tra cả hai len luôn nha các bạn. Cái len đằng trước mình là cái xe đằng trước mình chung len với mình, và cả cái len mà mình chuẩn bị vô nữa. Tại vì khi mình đang vô nó dừng lại, mình cũng tông đít người ta. Mình kiểm tra đủ 3 giây nha, 3 giây khoảng cách an toàn 3 giây. Xong bắt đầu ngoái một phát là xong. Mình ngoái nhìn vào cái cửa sổ ở phía sau. Cửa sổ phía sau của cái người ngồi sau nha. Cái cửa sổ của người ngồi sau đó. Thì cái vùng đó mới là vùng điểm mù. Đó, chúng ta ngó một phát rồi ngó lên. Có nghĩa là khi mà chúng ta kiểm tra gương trong xe là 50%. Kiểm tra bên hông nữa 30% là mình đã lên được 80% là an toàn để mình có thể sang lên rồi. Mình kiểm tra điểm mù lần nữa là lấy thêm 20% chính xác nữa là coi như là mình lấy được 100% an toàn. 100% an toàn để mà mình sang lên. Ha. Rồi ví dụ bây giờ mình chuẩn bị sang trái, mình cũng vậy. Mình sẽ kiểm tra gương trong xe, mình kiểm tra gương bên trái. Lấy khoảng cách an toàn với xe đằng trước. Đó, 3 giây bắt đầu với xe đằng trước mà chung len mình với lại cả cái len ở bên trái luôn, mình phải kiểm tra cả khoảng cách an toàn của hai xe đó luôn, đủ khoảng cách an toàn 3 giây mình mới sang. Thì bắt đầu mình chuẩn bị sang ha, bắt đầu đánh đèn xi nhan, kiểm tra gương đánh đèn xi nhan xong. Bắt đầu mình ngoái. Đó, các bạn thấy không? Mình ngoái rất nhanh. Ngoái như vậy thì cho dù xe đằng trước có thắng gấp đi chăng nữa, mình vẫn kịp đạp thắng, là tại vì mình đã giữ khoảng cách an toàn với nó rồi. Kiểm tra điểm mù bên trái này các bạn. Các bạn ngoái đầu kiểm tra như thế này. Đó, một cái cửa sổ phía sau của người ngồi sau và một tí phần cửa sổ của mình ở phía trước. Mình biết rằng hồi ngày xưa đó, mình sang len á, mình cũng rất là sợ vì mình bảo ôi mình nhìn mình đâu có thấy gì đâu. Thì các bạn đâu có cần thiết phải nhìn thấy cái gì ở bên đó, tại vì mình kiểm tra gương không có rồi, mình chỉ nhìn cái này để mà mình chắc chắn là không có xe an toàn thì mình qua thôi. Còn các bạn phải tập nha các bạn, khi các bạn lái xe trên đường á thì mình thường đó mình hay tập cho mẹ mình á là lái xe trên đường thẳng,
mình chưa có cho mẹ mình sang len hay là gì đâu. Mình lái xe trên đường thẳng trước, xong rồi mình nói với mẹ mình là tập, mẹ ơi bây giờ mẹ nhìn tập nhìn gương đi, nhìn gương nghiêng trái nghiêng phải đó, mẹ tập đi đó, bây giờ mẹ xác định cho con coi là cái xe đó an toàn hay không, xe đó nó khoảng cách bao xa, rồi mẹ cứ tập đi tập đi tập đi, xong rồi cái xe gần tới nơi á, nó gần vào vào cái điểm mù rồi, mình bảo mẹ mẹ kiểm tra điểm mù đi thì mẹ sẽ thấy được cái xe đó đó, cái mẹ mình kiểm tra. Nhưng mà xe mình lúc đấy mình vẫn cứ cho mẹ mình lái thẳng chứ mình không có cho sang len. Thì các bạn cũng vậy, các bạn cũng cứ tập cho mình, các bạn tập xem gương, rồi các bạn tập kiểm tra điểm mù. Các bạn sẽ phân biệt được cho mình được là khi mà có xe trong điểm mù thì mình nhìn thấy cái gì, mà nếu không có xe trong điểm mù thì mình sẽ không nhìn thấy cái gì. Đó, thì bạn phân biệt được cho mình. Và có một lưu ý đặc biệt dành cho các bạn, đó là khi mà mình nhìn gương á, là mình phải nhìn thật nhanh, chứ mình không được tập trung vô nhìn gương quá lâu, mình chỉ được nhìn cái rồi thôi. Nhìn cả rồi thôi, nhưng mà mắt vẫn vẫn quan sát ở phía trước. Và điểm mù cũng vậy, không được nhìn quá lâu, nhìn thật nhanh mà thôi. Và lưu ý thứ hai, khi mà mình ngoái đầu kiểm tra điểm mù á, là mình phải đừng có ghì cái vô lăng quá, để khi mà mình ngoái đầu kiểm tra điểm mù một phát cái tự dưng cái mình bẻ vô lăng nó sang bên trái luôn là không được. Mình phải giữ vô lăng thả lỏng người xuống, để khi mà mình ngoái đầu kiểm tra điểm mù á, là chỉ cái đầu mình nó xoay thôi, chứ hai cái tay của mình không có tác động lên cái vô lăng, để mà vô lăng nó vẫn được giữ thẳng khi mà mình ngoái đầu kiểm tra điểm mù. Và khi mà các bạn đi thi á, là các bạn phải ngoái đầu rõ như mình nè. Đó, mình phải ngoái kiểm tra điểm mù là phải ngoái đưa cái mặt mình qua lại, và hoặc là các bạn đội thêm cái nón như vậy để giám khảo có thể nhìn thấy rõ được là mình có kiểm tra điểm mù, mình có ngoái qua ngoái lại, ngoái qua ngoái lại để kiểm tra. Và các bạn phải nên nhớ là lúc nào ngoái kiểm tra điểm mù, lúc rẽ trái thì mình ngó bên trái, mà lúc rẽ phải mình ngó bên phải, nên mình phải ngó đúng lúc, đúng nơi và đúng chỗ. Hoặc là khi mà mình chuẩn bị rẽ phải ha, mình chuẩn bị rẽ phải vô một cái ngã ba đó đi, mình rẽ phải đi, thì mình phải ngoái điểm mù xong rồi chúng ta mới bẻ lái, chứ chúng ta không có vừa ngoái vừa bẻ lái là không được. Bây giờ mình sẽ tổng hợp lại tất cả những tình huống nào mà chúng ta cần phải ngoái đầu kiểm tra điểm mù nha. Đầu tiên là mình sẽ đặt tình huống là mình sẽ rẽ phải tại một cái stop sign, thì mình sẽ cho xe dừng đứng bánh ở stop sign. Sau đó mình ngó trái phải xong hết rồi thì mình kiểm tra điểm mù bên tay phải trước khi cho xe lăn bánh. Rồi, rẽ phải cũng phải ngó điểm mù, vậy thì rẽ trái cũng phải ngó luôn nha các bạn. Trước khi rẽ trái, chúng ta kiểm tra điểm mù trước khi cho xe rẽ trái. Một số người sẽ thắc mắc là tại sao rẽ trái mà cũng phải ngoái kiểm tra điểm mù? Mọi người nghĩ rằng á, là cái điểm mù bên tay trái là cái phần đường nó ngược chiều của mình, thì làm sao mà có cái xe nào mà ở dưới nó chạy lên, nó chạy vào cái đường ngược chiều mà nó chạy từ bên trái nó chạy thẳng lên trên như vậy được. Nhưng không có nghĩa là không có những các bạn, ví dụ như là có sẽ có những cái xe mà nó bị cảnh sát dí đi, nó sẽ chạy lấn ra bên trái để nó chặn, tại vì đằng trước mặt nó đã bị kẹt rồi, thì nó sẽ lấn sang trái, nó chạy vào đường ngược chiều luôn, thì nó đang muốn thoát thân mà, thì nó chỗ nào trống là nó chạy thôi, miễn sao nó chạy thoát là được đó. Nếu mà mình rẽ trái mình không để ý là mình rẽ trái là nó sẽ tung mình luôn. Hoặc ngoài ra, nếu mà xe cứu thương, cảnh sát, cứu hỏa gì đó, nếu mà kẹt đường á, là nó vẫn có quyền nó lấn sang trái làn đường đối diện để nó chạy luôn. Như ở đây này các bạn thấy không, là mình đang chuẩn bị rẽ trái nè, thì xe cảnh sát ở dưới nó chạy lên, nó chạy lấn sang đường ngược chiều luôn. Đó, nếu mà mình rẽ trái mà mình không kiểm tra điểm mù á, là mình sẽ tung trúng xe cảnh sát đấy. Như vậy các bạn nhớ ha, rẽ trái cũng kiểm tra điểm mù luôn. Kiểm tra nhanh đó mà, bạn ngó xẹt cái thôi chứ đâu có gì đâu. Các bạn ráng nhớ giùm mình nha. Còn bây giờ mình chuẩn bị rẽ phải nè. Lúc này nè, đó mình ngoái đầu kiểm tra điểm mù phải cái rồi mình mới bẻ cua vô nè. À, lúc nào ngoái là ngoái, lúc nào bẻ cua là bẻ cua. Không có làm hai cái chung một lúc. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị rẽ trái nè. Thì mình gần đến chỗ rẽ trái, trước khi rẽ trái mình ngoái một cái, đó, lúc này ngoái một cái rồi xong đó mình mới cho rẽ trái. Đường cong gấp khúc như vậy nè, mình cũng ngoái đầu kiểm tra điểm mù bên phải một cái luôn nha các bạn. Như ví dụ như vậy, đó là mình ngoái đầu kiểm tra một phát rồi mình mới cho xe ôm cua qua nè. Rồi tiếp theo là trước khi vô mấy cái làn đường dành riêng cho rẽ trái á, mình cũng phải ngoái đầu kiểm tra điểm mù nha. Nè, ví dụ như đây, mình chọn, mặc dù mình là người đầu tiên luôn á, mình là người đầu tiên vô cái làn rẽ trái nè,
thì mình vẫn ngoái đầu kiểm tra điểm 1 trước khi cho vô. Giống như ở đây, mình cũng ngoái đầu kiểm tra điểm 1 trước khi vô cái lens này. Vô làn rẽ phải, mình cũng ngoái đầu kiểm tra trước khi cho xe vô. Rồi ở đây mình muốn rẽ trái nè, thì mình vô cái làn ở giữa nè, thì mình cũng kiểm tra điểm 1 trước khi mình cho xe vô cái làn ở giữa rẽ trái này. Phải kiểm tra điểm mù chắc chắn an toàn mới cho xe thay đổi làn đường. Khi mà đi thi lỡ mà chẳng may mình quên ngoái đầu kiểm tra điểm mù lúc mình rẽ phải hoặc rẽ trái á, thì giám khảo may ra giám khảo còn du di như khi bỏ qua. Nhưng mà nếu mà sang lên á, mà mình không kiểm tra điểm mù á, là giám khảo không bỏ qua đâu, là giám khảo chấm rớt ngay. Ngoái đầu kiểm tra điểm mù trước khi cho xe tấp lề. Rồi quan sát điểm mù trước khi cho xe làm 3 by turn. Thậm chí là trước khi cho xe chúng ta vào chỗ parking lot, vào cái điểm đỗ đó, mình cũng phải kiểm tra điểm mù luôn. Giờ chúng ta phải kiểm tra điểm mù trước khi mà cho xe cặp hông với một xe khác để mà làm parallel parking. Rồi sau khi làm parallel parking xong, phải ngoái đầu kiểm tra điểm mù bên tay trái trước khi cho xe rời khỏi vị trí đỗ. Và cứ nói chung là cứ khi nào mà cái xe chúng ta dịch chuyển sang ngang mà hơn 1 mét là chúng ta phải ngoái đầu kiểm tra điểm mù rồi. Và phương châm của mình là thà giết thừa còn hơn bỏ sót. Mình khi mình đi thi, mình cứ không biết là có nên nhìn hay không thì các bạn cứ nhìn cho mình cái đi. Cứ nhìn nhanh cho mình một cái để giám khảo có thể chấm điểm cho mình là mình đã biết nhìn điểm mù. Và video chia sẻ về cách nhìn điểm mù và tầm quan trọng của điểm mù của mình đến đây là kết thúc. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo nhé. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ đừng quên bấm like, share và nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ hãy cứ comment ở bên dưới. Mình sẽ rất vui lòng được giải đáp. Và nhớ bấm subscribe kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.